Không, em xuống dưới này luôn rồi. Em xuống dưới này rồi. Trường lắm hả chú? Ừ. Chó bản nó bản ít nhà thôi mà. 50 hộ. Nhưng mà mùa khô thì đi được hả chú? Mùa khô thì xe tô vẫn đi thoải mái. Ồ. Thôi để năm sau đi anh chị ơi. Đi ra đi ra. Hành trình còn dài, để năm sau đi. Hành trình còn dài, để năm sau chơi. Ôi giời, em lại nhớ giống bữa đi đồi Massara quá.